sư Huyền Quang tổ thứ ba phái Trúc Lâm. Ngày sinh năm 1254, tịch năm 1334, đứng về tuổi Tây thì 80 tuổi, tuổi Việt là 81. Đó là đại khái như vậy. Nhưng ở đây nói về tổ Huyền Quang thì tôi có những cái nhận xét. Trước nhất, về lịch sử tổ Huyền Quang thì chúng ta tìm các nơi hay rất là mơ hồ. Chỉ có cái quyển Bản Hạnh Ngữ Lục, Tổ Gia Thực Lục, thì cái bản đó đầy đủ. Nhưng mà qua cái bản này thì tôi có những cái ngờ vực. Cái ngờ vực thứ nhất là đọc cái bản Tổ Gia Thực Lục thì thấy rằng cái tấm màn thần bí che phủ cả đời của tổ Huyền Quang, đó là làm cho mình nó không được vui. Điều thứ hai là cái bản Tổ Gia Thực Lục, theo cái nhận xét riêng tôi thì tập sách này có lẽ người trong gia tộc biên lại, chứ không phải là một đệ tử kế thừa ghi cái ngữ lục của thầy. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Đó là điểm thứ ba. Nếu là đệ tử được kế thừa mà viết ngữ lục của thầy á, thì phải có đủ những cái điều kiện. Một là phải ghi ngày xuất gia, lúc nào, với ai và lý do ngộ đạo. Hai là phải ghi lại những cái lời đối đáp của những người học đạo hay là thiền khách hỏi, và những lời dạy chúng của Ngài. Ba là phải ghi lại chỗ được truyền, Ngài được truyền tâm ấn, hay là Ngài đã truyền tâm ấn cho ai khi Ngài già. Thứ tư là phải ghi khi Ngài tịch có để lại kệ tụng hay không có để kệ tụng, thì cái trạng thái lúc tịch như thế nào. Thì như vậy với đủ tư cách là một bản ngữ lục ghi lại đời của vị thầy, vị thiền sư, hơn nữa là vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng mà bốn điều kiện này không có ghi rõ ràng ở trong cái bản Tổ Gia Thực Lục. Cho đó, cho nên làm cho chúng ta thấy cái bản này không phải là một người được truyền thừa để ghi lại ngữ lục của thầy. Vì vậy mà bản này nó đáng được tin cậy, là tin cậy ở cái chỗ gia tộc ghi ở trong gia tộc như thế nào, từ trên đến dưới rất rõ. Và những cái sự việc xảy ra không quan trọng là ghi rất là đầy đủ, còn những cái đòi hỏi trong đạo là không có. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là buồn, không có đủ tư cách để mà giải rõ cho tất cả cái người sau học hiểu được cái tinh thần ngộ đạo của Ngài, cũng như cái tinh thần truyền bá chánh pháp của Ngài như thế nào, chúng ta không thấy rõ. Đó là cái chỗ mà tôi thấy sở dĩ trong cái bài chúng ta học hôm nay chúng tôi không có một bề theo cái bản Tổ Gia Thực Lục, mà tôi gom chỗ này
chỗ nọ để cho nó có những cái căn bản. Nhưng mà khi gom lại thì có những cái chỗ chúng ta phải nhặt ngay ở trong cái tổ giao thực lục, mà lại có những cái mâu thuẫn, thì khi giảng tới đó thì chúng tôi sẽ chỉ cho tất cả quý vị thấy. Đây, đó là tôi nói tổng quát về cái quyển tổ giao thực lục mà tất cả những vị viết sử về tổ Huyền Quang đều lấy đó làm căn cứ. Bên đây cái phần đầu là tôi cũng thi cứ theo cái bản tổ gia thực lục. Sư tên Lý Đạo Tái, ở chỗ khác để là Lý Tái Đạo. Sanh năm Giáp Dần 1254 ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ dòng dõi Quan Liêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc chim thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông vầy, kim cang long thành chật ních. Phật chỉ tôn giả A Nan bảo: nơi thác sanh mà pháp khí phải đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong vách chùa: nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, huệ địch kiết tường vi ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Dịch nghĩa: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Thì như vậy cái đoạn này nói rõ rằng ngài khi sinh ra, ông thầy trụ trì cái chùa gần nhà mộng thấy những cái sự việc đó, là một cái điều mà chúng tôi gọi là y cứ theo cái bản tổ gia thực lục ghi lại. Thì cái điều này là thầm nói ngài là hiện thân của một vị nào quá khứ. Hiện thân của ngài A Nan quá khứ, là ngài A Nan hồi xưa thì cái tướng tốt không kém Phật, phải không? Mà ngài ra đời thì không có giống. Đó là một cái tôi thấy cũng hơi buồn buồn chút. Đó, rồi đồng thời nghĩa là coi như là cái câu chuyện này nói lên rằng ngài là một vị, nếu không phải là Bồ Tát cũng là A La Hán tái sinh, mà A La Hán không có tái sinh, phải không? Mà ngài A Nan thì tu hành A La Hán là hành Bồ Tát. Đó là một cái điều mà chúng ta cần hơi đặt vấn đề. A-la-hán thì không có tái sinh, chỉ có Bồ-Tát tái sinh thôi. Bởi vậy nên khi đọc cái câu chuyện này thì mình có những cái hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà thôi thì xưa ghi thì mình cũng phải nói lại cho đầy đủ, chứ không cách nào khác hơn. Rồi đây tôi kể thêm: thuở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời. Chỉ kỳ lạ đây mình có hai cái hiểu. Cái hiểu kỳ lạ là sao? Kỳ lạ là đẹp đẽ phi thường, hay là kỳ lạ là ít giống người? Tức là không có cái sắc
chiên đẹp như người khác. Vì đó cho nên hai chữ kỳ lạ này hơi khó hiểu một chút. Cha mẹ mến yêu dạy các học Phật, sư học một biết mười, biện tài hiển thánh. Đó. Niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ tiến sĩ, tức là đỗ trạng nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Nhưng 21 tuổi đây là tính tuổi Việt đó. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Đó là cái chỗ này nó một nghi vấn nữa, bởi vì cái sự việc này có chỗ mà nói rằng cái sự định hôn mà hình như là người ta không có ưng thuận, cho nên ngài hơi buồn. Bởi buồn cho nên ngài mới sau này khi đi thi đậu rồi thì được nhà vua định gả công chúa, được cho là ngài từ luôn. Mà theo cái sử thì ghi rằng ngài có than hai câu thơ: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Thì qua cái bài thơ này thì hiểu sao? Thì tức là cái số mà định hôn hình như chưa có được người ta ưng ý, nhưng mà tới trình đổ trạng là thì ai cũng dành gã hết, cho nên ngày từng luôn. Đó thì cái câu chuyện đó, thì từ cái đó là mình mới hiểu qua cái gọi là dung nhan hơi kỳ lạ. Nếu mà dung nhan mà phải là đặc biệt đẹp đẽ thì chắc cái chuyện hôn nhân không phải là khó, phải không? Nhưng mà khó thì tất nhiên nó có cái gì nó ẩn ở trong đó. Thì mình đọc để mà hiểu, thì như vậy mới thấy rằng đối với hai câu thơ này quả là của ngài, thì đó là cái sự thực, là cái chuyện mà cầu hôn lúc còn chưa có thi đỗ đó nó hơi khó khăn. Đó là tôi nói cho hiểu chút. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Thì như vậy đó, thì mới ứng với cái câu hồi hiện nãy mình đã đọc. Sư được bổ làm quan ở Hàn Lâm Điện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Thì những cái điều này là những cái lẽ thật. Còn đây là một cái điều mà chúng ta phải dè dặt. Đây là tôi chép theo cái bản, đi theo cái bản Tổ Giao Thực Lục. Một hôm, sư vua theo vua An Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, sư chợt tỉnh ngộ, diêm trước, khen ngợi, quý mến, tự than: làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới tây thiên là cõi Phật. Tự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì cái câu than này tôi thấy nó cũng là rắc rối nữa. Rắc rối thì sao? Làm quan được lên đảo Bồng, tức là thằng quan là sướng như tiên, thấy không? Vòng lai á, vòng lai tiên cảnh. Đắc đạo thì đến Phổ Đà, Phổ Đà Sơn mà nói được đạo lên đó thì nó tầm thường quá. Từ đạo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới tây thiên là quả Phật. Thì như vậy thì cái lối nhìn đó nó cũng chưa có sáng sủa. Chỉ có mấy câu sau là hay: sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì đó là cái nhìn chính xác. Thì tôi sở dĩ nó không có hay như câu trên á, vì tôi ngờ người ở trong gia tộc ghi, mà đó là mấy ông đồ nho, cho nên ghi nó không được
hay lắm. Đó là một cái đoạn. Mà cái đoạn này thì có một cái nghi vấn, tức là ở bên này ngài Nguyễn Lan hay là ông sư Nguyễn Lan ông nói rằng ngài Huyền Quang xuất gia sau ngài Pháp Loa có một năm, mà nói rằng ngài theo vua Anh Tôn rồi Vĩnh Nghiêm nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh chạy tỉnh ngộ dương trước, thì xuất gia sau có một năm, mà những kia xuất gia trước một năm mà đâu có mà đi giảng kinh mà tùm lum như vậy. Đó là một cái chuyện mà làm cho chúng ta thấy nó hơi không có ổn. Thì e rằng người viết sở yếu thỏng mà viết thì nó không có đã thật. Rồi sư mấy phen danh biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên sau cùng mới cho đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 được 1305 sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Thì như vậy ở đây theo Phật giáo sử luận Việt Nam, Phật giáo sử luận của Nguyễn Lan thì nói rằng năm 1305 là năm đó ngài Pháp Loa 51 tuổi, ngài xuất gia theo học với thiền sư Bảo Pháp ở núi Vũ Ninh, chứ không phải theo ngài Pháp Loa. Đó. Cho nên cái này là một vấn đề nó không được rõ. Như vậy thì ngài xuất gia với thiền sư Bảo Pháp thì nó hợp lý hơn. Vì thiền sư Bảo Pháp Pháp là đệ tử lớn của ngài Điều Ngự, tức là Tổ Trúc Lâm. Còn ngài Pháp Loa thì mới xuất gia trước ngài có một năm thì chưa có đủ tư cách làm giảng sư, muốn nữa là đi xuất gia với ngài Pháp Loa. Cho nên cái điều đó rất là không hợp pháp hay không hợp lý. Bởi vì ngài Pháp Loa xuất gia năm 1304 thì ngài Pháp Loa ở ngài Huyền Quang xuất gia năm 1305, thì có ai xuất gia năm trước rồi năm sau làm giảng sư rồi vì độ ta xuất gia, phải không? Cái đó thì nó không hợp lý. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng trong cái bản tổ gia thực luật thì kẹt ở những cái điều này, nó không được sáng tỏ. Nhưng mà ngài Huyền Quang có lẽ là xuất gia với thiền sư Bảo Pháp đúng hơn, rồi sau đó đi theo ngài Điều Ngự làm thị giả được 2 năm. Do theo ngài Điều Ngự cho nên ngài Điều Ngự mới cho hiệu là Huyền Quang và dặn dò sau này phải theo ngài Pháp Loa để mà trợ giúp. Niên hiệu Hưng Long thứ 17 1309 sư theo hầu Pháp Loa y theo lời phó chúc của Điều Ngự. Đó là sau khi Điều Ngự tịch rồi thì ngài theo hầu Pháp Loa đúng như cái lời dạng bảo của Điều Ngự. Cái đoạn năm Đại Thánh thứ tư cho tới tâm kệ đoạn đó thầy đóng khung lại để đem xuống ở dưới. Thành tôi đọc tới Điều Ngự rồi. Vân lệnh sư vân lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử do sư Đa Văn bác học tinh thâm đạo lý nên học đồ bốn phương
nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên không dưới ngàn người, thì đó là lúc ngài vâng lệnh, mà có lẽ lúc ngài vâng lệnh của ngài Pháp Loa về trụ trì Vân Yên vì điều ngữ ngài đã tịch rồi. Như vậy thì cái đoạn này nói rõ. Còn cái đoạn năm đại thánh thuyết bố tư cho tới và tâm kệ đó thì đổi xuống phần sau, sau tới đâu tôi sẽ chỉ. Sư thường phụng chiếu đi giảng kinh dạy các nơi và tuyển chư phẩm kinh công văn vân vân. Những khoa giáo trong nhà thiền mỗi mỗi đều qua tay sư cả, bởi vì những cái quyển kinh quyển sách mà điều ngự bảo phải soạn thì ngài đều ra công biên soạn, hay là những vị khác biên soạn đều qua ngài, ngài nhuộm bút lại. Cho nên những cái bài kinh quyển kinh quyển sách đó rất là hay. Ngày rằm tháng giêng năm Quý Sửu, Quý Sửu chứ không phải Quý Mão, năm Quý Sửu tức là trong tổ gia thực lục đó, để Quý Mão mà sai 1313 cho tới 15, vua An Tông mời về kinh ở chùa Báo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư dân chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ, nhân đây lập ngôi chùa phía tây nhà sư để hiểu, phía tây nhà sư để hiểu là chùa Đại Bi. Đây là một cái đoạn tôi giải thích cho quý vị thấy rõ. Chùa Đại Bi tức là ngài khi mà xin phép triều đình được vua cho đi về thăm cha mẹ thì năm đó là ngài 60 tuổi. Khi ngài 60 tuổi ngài về thăm cha mẹ thì lúc xuất gia bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. Bây giờ 60 tuổi mới về thăm cha mẹ là bao nhiêu năm? Còn bây giờ ở đây xuất gia chừng bao nhiêu năm đòi về thăm cha mẹ? Đó là một cái điểm để cho tăng ni ý thức được, nghĩa là cái người quyết tu thì phải đặt cái đạo đức, cái chánh pháp và cái truyền bá lên trên, chứ không có nên đặt cái tình cảm gia đình lên trên. Bởi vậy cho nên từ khi đi xuất gia cho tới ngày nay là 9 năm ngài mới xin phép về thăm cha mẹ. Thì khi về thăm cha mẹ thì thấy cha mẹ già, ngài muốn cho cha mẹ phát tâm hướng về Phật pháp, nên ngài mới lập ngôi chùa để tên là chùa Đại Bi. Thì khi ngài chủ xứ lập ngôi chùa đó thì tất cả mọi nơi đều hưởng ứng ủng hộ ngài thành lập được cái ngôi chùa, và ngài ở lại đó gần một năm. Thì chỗ này hôm đi mà Hà Nội chúng tôi được mời lên đây, thì lên đây thấy có cái tháp của ngài Huyền Quang còn tại chùa. Hỏi tại sao mà đặt chùa Đại Bi? Đại Bi không phải là Đại Bi theo thành chú Đại Bi, mà Đại Bi đây tức là Đại Từ Đại Bi, có hai nghĩa. Một nghĩa là thấy rằng cha mẹ ngài đã sinh ra ngài, rồi ngài được thức tỉnh đi tu ngộ đạo để truyền bá chánh pháp. Như vậy thì từ cái cha mẹ như là cái công ơn trời biển nuôi dưỡng dạy dỗ cho ngài được lớn khôn, làm được những Phật sự, thì đó là cái công ơn cha mẹ như là cái biển cả, cho nên gọi đó là Đại Từ Đại Bi.
đối với cha mẹ, đối với con. Còn cái nghĩa thứ hai là ý Ngài muốn nhắc nhở rằng cha mẹ Ngài là cái người đã sinh ra được Ngài, hiểu đạo tu hành như vậy, thì cha mẹ Ngài cũng nên phát cái lòng đại từ đại bi để tu hành giúp đỡ cho mọi người hay cho chúng sinh. Đó là hai cái nghĩa. Vì vậy mà Ngài đặt cái tên chùa là Đại Bi, đại từ đại bi đó. Nên chùa Đại Bi khi ra đó thì tôi nghe người địa phương kể lại, thì trong cái bài mà họ đọc cho chúng tôi nghe trong buổi nói chuyện, thì họ nói rằng Tổ Quyền Quang đã được phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Nói rằng Ngài đi sứ Trung Hoa, Ngài đối đáp lanh lẹ, vua Trung Hoa nể phong Ngài chức Trạng Nguyên nữa. Vì vậy cho nên Ngài làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Thì nghe địa phương nói như vậy tôi hay vậy, nhưng giờ tôi khảo hết tất cả quyển sử thì không thấy Ngài đi Trung Hoa lần nào, mà chỉ có ở Việt Nam mình tiếp xứ thôi. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên chỉ có Ngài Mạc Đỉnh Chi, chứ còn Ngài Quyền Quang thì không có. Bởi vậy cho nên nhiều khi những cái đồn đại của địa phương nó tô đậm nét thêm những cái uy tín của người trước, để chúng ta nghe chúng ta tưởng ở địa phương nói đúng, nên mình truy tìm thì lại không có cái điều đó. Sau khi ở đó gần một năm, Ngài trở về núi, tức là sư trở về chùa Văn Yên. Lúc đó đã 60 tuổi, nhà vua muốn thử làm sư nên cho Diễm Bích là một cung nhân tìm cách gần sư để lấy bằng chứng đem về danh vua. Điểm Bích, chữ điểm cho mấy thị, Điểm Bích dùng mang kế gợi lầm từ bi của sư, rồi về tâu dối với vua. Vì thế sư bị tai tiếng không tốt. Nhưng sau cuộc lễ chánh tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ. Vua liền phạt Điểm Bích làm kẻ nô bọc quét chùa trong cung Cảnh Linh ở nội viện. Thì cái điều này tôi rút lược hay là tóm lược, chứ ở trong kia thì quá trong cái bản Tổ Giao Thực Lục thì nói rất là nhiều, rất là dài. Tôi kể lại cho quý vị nghe cho đủ. Câu chuyện nó xảy ra như thế này. Một hôm vua nói với quan hầu cận, đây là vua Minh Tông chứ không phải vua An Tông, vua Minh Tông, tăng quan và đạo sĩ, người ta sinh ra trong khoảng trời đất Cổng Âm và Ôm Dương, thích ăn ngon, ưa mặt đẹp, lòng ham muốn, ấy là bọn chúng ta đều có. Còn như gác bỏ một bên lòng ham muốn, dốc lòng phụng sự đạo là để lo một mặt mà thôi. Vì sao chỉ một mình thầy Quyền Quang từ khi sinh đến giờ vẫn sắc sắc không không, như nước không sống, như gương không bụi? Phải chăng sư đè nén lòng dục hay là không có lòng dục? Ông vua ông nói với tăng quan, với các ông quần thần. Bỗng có viên quan văn bên cạnh ứng tiếng tâu, vẽ cọp vẽ da được chứ khó vẽ xương, biết người biết mặt chứ khó biết được lòng. Ông nói như vậy, xin hãy thử xem vì sao được như thế. Mà ông đó là ông Mạc Đỉnh Chi. Văn Mạc Đỉnh Chi ông đề nghị. Vua nghe tâu bèn lặng lẽ sắp đặt cơ mưu, không để tiết lộ một khía cạnh nào.
có ý ngấm ngầm chọn người cung nữ tuổi dưới 20, nõn nà chẳng kém gì phi yến, khéo léo còn hơn cả điêu thuyền. Đó là một cung nhân tên Điểm Bích, hiệu là Tam Nương, mẹ nàng người Đường An, nhà nghèo sống một mình, gặp năm hạn hán đi ăn xin đến huyện Đông Triều, chùa Bình Lâm, dừng chân một đêm tại đó. Đến chân ba bầu trời quang đãng sao sáng trăng trong, rồi thấy một thanh niên không biết tên họ là gì, cũng không trông rõ diện mạo, tới chỗ bà xin cùng ân ái, xong rồi liền đi. Nhân đó bà có thai đủ tháng liền sinh ra một bé gái và bồng con về làng cũ. Một phú ông trong làng mua đứa bé ấy một quan tiền làm con nuôi. Những bé gái cùng lớp thường trêu chọc gọi nó là con gái chùa Bình Lâm. Khi nó lớn lên, nhan sắc rất đẹp, lại có tính hiếu học, tam giáo cửu lưu không thứ gì không thông hiểu. Khi có bệnh, có lệnh tuyển cung nữ, Điểm Bích vừa được 9 tuổi, được tuyển vào trong cung làm cung nữ. Trường Thiên, Ngũ Ngôn, hễ mở miệng là thành chương. Những sở trường nhất, nhưng sở trường nhất là quốc ngữ. Vua nói, đó là đứa bé gái thành đồng. Đến khi ấy, vua gọi Điểm Bích vào nội điện, ban cho một thẻ bài cầm tay và căn dặn. Vị tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình rất cương trực, giới hạnh lại cao nghiêm. Ngươi có nhan sắc lại có tài ăn nói, vừa không hiểu sử kinh, vậy hãy đến thử thầy. Nếu thầy còn động lòng quyến luyến tình dục, ngươi hãy dụ lấy cho được kim tử làm bằng chứng. Bằng gian trá sẽ có tội, ngươi phải kính cẩn phân lời. Điểm Bích vâng lệnh ra đi, đem theo một đứa tỳ nữ tùy tùng. Đến chùa Vân Yên gặp một tỳ kheo đi già, tự khai quê quán của mình, cầu xin xuất gia học đạo tu hành. Nhờ bà tiến dẫn với quốc sư, vị tỳ kheo đi già thường sai Điểm Bích sớm chiều dâng nước trà lên sư. Sư thấy người ấy đi đứng có cử chỉ lẳng lơ rùa cợt, không phải là người Phật tử chân chính cầu đạo, bèn ra lệnh tăng ni khiển trách vị tỳ kheo đi già, bảo tỳ Bích trở về nhà lo việc lấy chồng kiếm nghề sinh sống, đợi đến tuổi già sẽ cho đến học đạo. Điểm Bích thấy sư giới hạnh tinh nghiêm, uy nghi lẫm liệt, khó dùng sắc đẹp cám dỗ, chợt nảy ra một kế. Ban đêm đến vị tỳ kheo đi già khóc và nói: thiếp vốn là con nhà vọng tộc ở Đường An, gia đình nhiều đời đỗ đạt làm quan, từng truyền lại các học về thi lễ. Cha thiếp được tập ấm, theo thứ tự được làm chức huyện thừa ở huyện Cảm Hóa, đạo Minh Sóc. Khi thu thuế ruộng hàng năm tính thành vàng ròng được 115 vạn, ông đem cất vào một cái túi mang về kinh để nạp vào kho phủ quan. Trên đường đi, ông nghỉ tạm tại phường Toán Viên phía Bắc phủ, bị bọn gian manh lập mưu cướp sạch, không lấy gì để ứng đáp. Ông bèn làm đơn trình bày rõ với quan bộ hộ. Quan bộ hộ thương tình cho hẹn đến cuối năm sẽ mang đủ số vàng đến nạp. Nếu quá kỳ hạn, quan sẽ tâu mọi việc lên triều đình, và vợ con địa sản sẽ xung công tất cả. Do đó thiếp mới phổ quyến thập phương các châu lộ phủ huyện, những nhà giàu có mong giúp công đức, đồng thời bán gia tài địa sản để góp vào khoản vàng còn thiếu. Nghe tôn sư đức trọng đạo cao, lòng sẵn từ bi, thiếp mới hỏi chỗ ở lần trước đến đây. Đợi lúc thông dung nhàn hạ, thiếp mới bày tỏ sự tình, trình thư phổ quyến mong được công đức trong mưu một. Nếu được may mắn, chẳng những riêng cha thiếp khỏi bị tội nạn, mà nam nữ toàn gia của thiếp cũng được giải thoát. Đó là điều mà người xưa gọi là cái ân sinh tử cốt nhục vậy. Các tăng ni môn đồ nghe thấy lời nói ấy xót thương cho tình cảm nàng, không ai là không rước lệ, đồng thưa với sư xin góp vàng bạc công đức để cứu tính mạng của một gia đình. Sư trầm ngâm hồi lâu nói:
Ngày xưa Hán Văn Đế cảm thương lời thâu của nàng Đều Quan mà bỏ nhục hình. Đường Thái Tông trong bản đồ Minh Đường mà dẹp cấm đài. Hai cô ấy đều thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế. Thì cái câu Thượng Đế này rất là không phải Ngài nói rồi. Nên cho con cháu được lập trời lâu dài đến 300-400 năm, không có ân đức mà được như thế sao? Ta phải vì ngươi và về triều tâu rõ việc ấy, ngõ hầu quảng bá đức hiếu sinh của hoàng đế, mà cũng là phương tiện cứu khổ tốt đẹp đại. Có một tiểu tăng đứng bên cạnh tính tiến bạch với sư: pháp luật là việc công của thiên hạ, ông ta không giữ cẩn thận, pháp luật bắt tội là đúng theo luật công vậy. Chúng ta có vàng bạc đem cho là sự giúp đỡ riêng, nếu vì muốn giúp riêng mà bỏ công pháp thì có hay không, tức là có nên hay không? Sư bảo tiểu tăng này nói đúng, gần lấy một vật vàng cho điểm tích để đem về chuộc tội cho cha nàng. Chư tăng ni cũng lấy tiền của ra cho. Điểm bích được kim tử, bèn từ biệt về nhà, đến ngay triều đình vào trước vua quỳ tâu thiếp phụng chỉ tới thử thiền sư Huyền Quang. Khi đến chùa Văn Yên, nói dối một vị tỳ kheo già rằng thiếp là con gái nhà thường dân, đến xin làm đệ tử học đạo với tôn sư. Vị tỳ kheo già ấy thường thay thiếp dâng trà nước lên sư. Trải hơn một tháng, sư chưa từng ngó thiếp hay hỏi han điều gì. Một ngày kia vào lúc ban đêm, sư lên chùa tụng kinh. Đến canh ba, sư và tăng ni đều trở về liêu phòng an nghỉ. Thiếp bèn lén đến cạnh tăng phòng, nghe động tĩnh thấy sư ngâm kệ rằng: bằng vặt trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sơn, người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, môn thiết ca nào thử hữu tình. Sư ngâm đi ngâm lại đến 3 lần, thiếp bèn vào phòng từ biệt sư, xin sư xin trở về nhà thăm cha mẹ, hẹn năm sau sẽ trở lên xin học đạo. Sư bèn lưu thiếp lại một đêm, tặng thiếp một vật kim tử. Đó, thì sự việc nó như vậy. Rồi đó là cái quan đó. Vua nghe nói lòng buồn không vui, than rằng việc này nếu có thực thì đó là cái kế ngang qua cửa mà giăng lưới bắt chim của ta, còn nếu không thì ông ta cũng khó tránh mối ngờ. Ngồi xỏ dài nơi đám ruộng dưa, vua bèn mở đại hội vua già ở phía tây kinh thành, khiến sứ giả đi mời sư bí mật bài tên bàn cúng cà sa y bát pháp khí lẫn lộn với cả đồi mồi vàng bạc châu ngọc. Sư thấy sứ thỉnh liền về triều yết kiến. Sáng sớm hôm sau, sư vào đàn tràng thấy phố bên một lụa vàng, trên bàn bài các tạ vật cùng hương đăng lục cúng. Sư biết là do việc cung nữ thử mình ngày trước, liền ngửa mặt lên trời than thầm, rồi lên đàn 3 lần, xuống đàn 3 lần, đứng ngay giữa đàn vọng bái thánh hiền mười phương, tay trái cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xanh, mật niệm và tẩy tịnh trên dưới và trong ngoài đàn tràng. Bỗng thấy một đám mây đen hiện lên từ hướng đông nam, bụi bay mù mịt ngất trời, một lát liền dứt, các thứ tạp vật cuốc bay đi hết, chỉ còn lại hương đăng lực cúng. Các đạo tràng những người xem hội ai nấy thất kinh quản, thất sắc kinh quản. Vua thấy hạnh pháp của sư thấu đến trời đất, liền rời chỗ ngồi lại xuống để tạ lỗi, rồi phạt điểm bích bắt làm tỳ nữ quét tước một ngôi chùa trong nội điện cung cảnh linh. Từ đó vua càng thêm tôn kính gọi sư là tự pháp. Cái sự thể này tôi gọi là một cái màn bí mật nó phủ kín, hay là một cái màn thần bí phủ kín đời của ngài. Một sự việc nó hết sức là giản đơn mà biến thành huyền bí.
nếu là cái cô này cô đánh lừa, trong đó có bà đi già, có tăng chúng, cô đánh lừa vậy, thì nhà vua nghe cô về trình, cứ cho người tới nghiên cứu, điều tra, thì ra cái lừa là phải lập đàn cúng, lập đàn cúng, thành ra lúc cuộc đời thiền sư thành ra một người ngồi đàn chẳng thế. Đó, cái đó là một cái làm cho nó biến cái trạng thái đạo đức nó đi xuống một cấp rất là thấp. Khi sinh ra cũng có những quyền bí, rồi khi có cái tai nạn thì cũng là quyền bí, chứ nó không có một cái bằng chứng cụ thể. Mà cái bằng chứng này nếu quả tang là điểm bích nó đánh lừa, nó nói là trong chùa biết hết cái tai nạn nó vậy vậy, bây giờ nó tâu với vua thì vua chỉ để đó cho người xuống điều tra đúng không, thấy không? Nó điều tra thì ra chuyện đó thì nó rõ 100% có cái gì quyền bí ở đâu, tại sao không điều tra mà lại làm đàn cảnh tế rồi cầu cái linh ứng đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái người viết sử này nó nặng về cái hình thức gọi là rất bình dân, chứ nó không có cái tính cách mà thiền sư chút nào hết. Bởi vậy cho nên đó là một cái buồn khi mình đọc tới đoạn sử này, thấy rằng người ta cứ tô điểm ngài trên cái quyền bí mà không nói một pháp ngữ nào. Một giảng sư cả ngàn người tới nghe mà không có câu pháp ngữ, thấy không? Đó mà chỉ ghi những chuyện tào lao như vậy rất là kỳ. Đó là một cái điều mà mình mới thấy rằng đó là cái chuyện mà người trong nhà rồi họ học nho, họ ghi thành nó họ ghi nó không có đạt thịt. Nhưng mà giờ đời của ngài mình tìm lại thì không có một bản nào nói rõ, chỉ còn có một bản này thôi. Bản này thì nói rằng hồi những cái ông quan nhà Minh qua Việt Nam, chiếm Việt Nam rồi mới gom hết sức trở về bến. Về bến thì trong đó có cái cuốn Tổ Giam Thực Trục này, rồi ông quan đó ông để ở trong nhà thì thấy ngài Quyền Quang hiện kêu tự đem về đây trả lại, trả cho Việt Nam. Nhưng mà đuổi đuổi rồi ổng chết. Tới sau này có một ông quan Việt Nam qua bên bển để mà đi cống, thì ông cháu bốn đời của ông quan trước hay vậy mới đem cuốn này gửi trả. Thì đó, cuốn này nó ra đời nó cũng nằm trong cái quyền bí, rồi tất cả cái sau toàn là quyền bí hết. Bởi vậy cho nên cái ý nghĩa này nó rất là làm cho chúng ta ngờ được nhiều cách. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái tinh thần. Còn cái bài kể mà ngâm đây mà nói là sư Quyền Quang ngâm thì chuyện vô lý làm sao. Ông thiền sư mà đi tụng kinh, ví dụ như tôi bây giờ tôi có đi tụng kinh với chúng không? Thì nếu tụng kinh sáng hối thì chúng, còn mình thiền sư thì ở tại trên thác hoặc là ở tại tăng phòng, chứ đâu có đi tụng kinh mà nói đi tụng kinh với chúng. Rồi về năm nay nghe cái bài kệ rất là tình tứ mà năm tới ba lần. Thì như vậy phải một thiền sư, một vị tổ mà có cái tâm niệm như vậy thì sao? Mà cái cô này là cô giỏi về những cái văn Việt lắm, tức là nôm đó, cho nên bà mới xuất khẩu thành dương mà. Nên mới nói là cái bài kệ này đổ cho ngài Quyền Quang. Đó là những cái điều tôi kể mấy chú thấy. Điều thứ nhất là khi sinh thì cũng mang một cái màu sắc rất là quyền bí, coi như là tái thế của ngài A Nan. Rồi điều thứ hai là khi mà có những cái tai nạn thì dùng cái quyền bí, tức là thần bí cầu cứu, chứ nó không có một cái gì mà chân thật hết. Rồi cho tới như là cái chuyện cái cuốn này mất rồi nó được lại, cũng mang cái màu sắc quyền bí, chứ nó không có cái vẻ mà gọi là thực tế khoa học chút nào hết.
thì để mà chúng ta nó thấy khó xử khi mà đọc những cái này. Nếu mà trọn niềm tin tin theo đây thì cũng nguy, còn nếu không tin thì phải làm sao? Bởi vậy nên mới có những cái nhà nghiên cứu lại, người ta không có chấp nhận điều đó. Do đó mà tôi không có thể đi sát hết trong cái quyển này, thì tôi phải lượm đặt nhiều nơi. Thì qua cái phần cái nạn của ngài rồi, thì mới tiếp cái câu ở trên năm đại khánh, ở khoảng giữa đó phải tiếp ghi lại năm đại khánh thứ tư 1317, sư được pháp la truyền y của điều nữ và tâm kệ. Dứt cái câu đó lại cái chỗ dưới cái ở nội điện đó. Năm đại khánh thứ tư 1317, sư được pháp la truyền y của điều nữ và tâm kệ. Chỉ vì lúc đó ngài quyền quan ngài bệnh, ngài sợ ngài tịch, cho nên ngài đem y và tâm kệ của điều nữ trao hết cho ngài quyền quan. Nhưng mà rồi ngài mạnh trở lại, ngài không có, ngài hết bệnh, ngài tiếp tục làm thật sự. Năm 1330, khi tổ pháp lo tịch, thiền sư quyền quan kế thừa làm tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ ngài đã 77 tuổi mới được thay thế mà làm cái trách nhiệm của một người gánh vác giáo hội. 77 tuổi rồi, tuy nhận trọng trách lãnh đạo giáo hội, song vì già yếu nên ngài ủy thác mọi việc cho quốc sư An Tăng, tức là đệ tử của ngài, trở về trụ trì ở Côn Sơn. Như vậy thì ngài ở Côn Sơn trước, sư trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn, thọ 80 tuổi, nếu tuổi Việt là 81. Thì như vậy thì ngài tịch năm 1334 tại Côn Sơn, cho nên bây giờ còn cái tháp hiện tại Côn Sơn. Vua Trần Minh Tông phong Thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặt phong là Từ Pháp Quyền Quang Tôn Giả. Những tác phẩm của sư: Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục. Phổ Tuệ Ngữ Lục tức là ngữ lục của ngài Pháp Loa đó. Thì như vậy trong đây Ngọc Tiên Tập tức là trong đó là thơ, những cái thơ của ngài làm ra ghi trong cái Ngọc Tiên Tập. Thì những cái thơ đó hiện nay thì tìm lại nó có những cái chỗ ghi rời rạc, chứ nó không phải là một chỗ. Thì trong cái Ngọc Tiên Tập đó, hiện giờ ta tìm được 23 bài thơ, còn ghi lại ở trong Việt Âm Thi Tập, Toàn Việt Thi Lục, Hoàn Việt Thi Tuyển, vân vân. Thì những cái đó còn ghi lại, cho nên bây giờ chúng ta gom góp, chứ không có trong một cái tập cố định. Nhưng mà có cái tôi gọi là tôi nghi đó, nghi rằng cái quyển sách này không phải của đệ tử được truyền pháp ghi, mà là một nhà nho trong Thanh Quyến viết lại, cho nên nó không có đúng cái tinh thần của một cái tập ngữ luật. Tại sao? Thì ở đây ông Phạm Đình Hổ đời Lê, khi mà có người trao cái cuốn này cho ông coi, tức là tổ gia thực luật cho ông xem, thì ông nói rằng câu chuyện này, tức là câu chuyện của thiền sư Quyền Quang,
có ghi trong sách Trúc Lâm Truyền Đăng Luật, có ghi trong sách Trúc Lâm Truyền Đăng Luật, nhưng mà cuốn đó giờ mất đâu tìm không ra. Thì nếu được cuốn đó thì chúng ta thấy có thể rõ ràng hơn. Trong cái cuốn Trúc Lâm Truyền Đăng Luật, bởi vì lúc đời Minh sang Việt Nam thì tất cả sách vở họ đều gom hết, có cái thì họ đốt, có cái thì trở về bên Trung Hoa. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái ghi này nó không có đúng cái tinh thần một tập ngữ luật hay là tập truyền đăng, mà chỉ là tính cách từ trong gia quyến. Cho nên để là tổ gia thực lục, tổ gia tức là trong nhà tổ ghi chép lại, chứ không phải là một đệ tử ghi chép lại. Do đó nên nó không có chính xác. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy rõ ràng cái ý nghĩa về cái tập sách này và cái lịch sử của Ngài. Nó còn nhiều cái mơ hồ, chưa có chính xác. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào một số bài thơ của Ngài, thì trong đây quý vị sửa lại cái phần đó, phần dưới đó.